Hello, xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng các nhà đầu tư cá nhân quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Lời đầu tiên, Biển Xanh xin kính chúc quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Hiện tại thì Biển Xanh đang có mặt tại mặt tiền đường tỉnh Lộ 9, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Phía trước mình chạy thẳng 300m là đi về ngã 3 Mỹ Hạnh để chạy về Sài Gòn quý anh chị nhé. Đây. Hôm nay Biển Xanh xin được phép chia sẻ đến quý anh chị và các bạn một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất dân có diện tích là 5 x 18 bằng 90m2, nằm ngay gần với khu dân cư Cát Tường Phú Nguyên 2 quý anh chị nhé, cách mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 150m. Xin mời quý anh chị cùng đi theo Biển Xanh để tham quan lô đất nhé. Khu vực này thì dân cư phát triển vô cùng là sầm uất, rất là đông đúc quý anh chị. Từ mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 mình chạy vào tới lô đất này thì chỉ 150m thôi. Và trước lô đất thì đã có làm đường bê tông 6m quý anh chị nhé. Nó nằm ngay kế bên là khu dân cư Cát Tường Phú Nguyên 2. Khu vực này dân cư phát triển vô cùng là đông đúc. Và cái lô đất này thì có giá là 1 tỷ 250 triệu bao sang tên công chứng, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, thổ cư 100%, xây dựng tự do quý anh chị nhé. Lô đất hướng Nam. Từ ngoài mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 đi vô thì mình sẽ gặp khu dân cư Cát Tường Phú Nguyên 2. Và con đường này thì là đường thông quý anh chị nhé, thông ra được đường tỉnh Lộ DT824. Con đường này thông từ tỉnh Lộ 9 qua tỉnh Lộ 824 luôn đó quý anh chị. Như trên màn hình quý anh chị thấy, dân cư vô cùng là đông đúc. Lô đất nằm ngay trên con đường này thôi quý anh chị. Rồi, mình đã tới vị trí của lô đất. Đây là vị trí của lô đất quý anh chị nhé. Từ cái tường nhà đó đo ra là một lô ngang 5 và lô của mình là tiếp theo là ngang 5 quý anh chị. Nó bằng với cái vách bên này nè. Tức là từ cái cọc này mình đo ngang sang là 5 và dài sâu xuống phía dưới là 18 bằng 90m2, đất thổ cư 100%, lô đất hướng Nam, cách mặt tiền đường tỉnh Lộ 9 150m quý anh chị nhé. Nó nằm ngay kế bên là khu dân cư Cát Tường Phú Nguyên 2. Khu vực này thì dân cư vô cùng là đông đúc, phát triển rất sầm uất, con đường thì là đường thông, rất là nhiều hướng thông ra tỉnh Lộ 824. Đây. Lô đất ở hướng Nam quý anh chị nhé. Khu vực này mình ở thì khá là thuận lợi để mà di chuyển giao thông, làm việc được rất nhiều nơi. Xung quanh đây thì có khá là nhiều khu công nghiệp lớn như là Nhị Xuân, Xuyên Á, Hoàng Gia, khu công nghiệp Đức Hòa 3. Cho nên là cái vị trí này mình ở thì khá là thuận lợi để mà làm việc được ở nhiều nơi cũng như là di chuyển giao thông. Đây, đường trước đất là đường bê tông quý anh chị. Rất là sạch sẽ, thoáng mát. Pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng, thổ cư 100%, xây dựng tự do quý anh chị nhé. Mình mua thì chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày lên phòng công chứng Đức Hòa để sang tên công chứng ngay. Giá của lô này là 1 tỷ 250 triệu bao sang tên công chứng. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thì hãy nhanh tay nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi điện cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Xung quanh đây thì rất là nhiều các tiện ích đã hiện hữu như là Bách Hóa Xanh, chợ Mỹ Hạnh Nam, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hạnh Nam, trường tiểu học Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh Bắc, trường cấp 2,
và gần với nhà thờ giáo xứ Mỹ Hạnh. Nhà thờ giáo xứ Mỹ Hạnh thì nằm ngay ngã ba Mỹ Hạnh, cho nên cũng khá là thuận lợi cho những gia đình công giáo khi mà mình về đây để mà an cư lập nghiệp thì mình nhập xứ cũng rất là dễ dàng quý anh chị nhé. Khu vực này thì dân cư rất là đông đúc sầm uất rồi. Cách ngã ba Mỹ Hạnh chỉ có 400m thôi quý anh chị, rất là gần. Đây mình chạy thẳng phía trước là thông sang đường tỉnh lộ DT824. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem hết video của Biển Xanh. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất nhé. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin được phép dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video lần sau nhé.